Xin hỏi hai bác món gì đây? Món mì tôm. Mì tôm cái gì kia? Cái mì trắng trắng là miếng gì kia? Hai bác có thêm hai cái gì đây? Trợ thủ gì đây? Sữa. Lây. Hai bác có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hả? 3:01. Thế này thì mỗi bác có thêm một em bé ở trong bụng à? Này thì gầy em sao được? Không lại. Mẹ ăn hết rồi. Thì cuối cùng gì không được đồng nào à? Không, một tiền gì có được một tiền, vừa một triệu tiền. Thông đồng rồi, các người thông đồng với nhau à? Trời ơi, mẹ Vương rửa bát. Mẹ Phương mà rửa bát em sẽ cho gì 1 triệu tiền. Tức làm sao? Bây giờ gì rửa bát, sau đó em cho gì 1 triệu tiền. 1 triệu tiền gì rửa bát? Mày thuê gì? Giỏi, mày giỏi. Tiền chồng ở đây, chồng tiền ở đây thì rửa bát. Mày giỏi. Được luôn à? Được luôn với chúng tôi à? Đâu tiền đâu? Tiền này. Bao nhiêu tờ? Cái tiền này từ đâu mà có? Đây. Đúng lưng thuê. Đây, cả mẹ. Tờ này mà đòi người ta rửa bát cho. Tiền này con kiếm từ đâu? Tấm lưng. Sao đó rồi? Tấm lưng cho gì? Tấm lưng cho cậu Nam cho đó rồi. Ấy áo cho bà ngoại cho 1 triệu tiền. Kéo khóa áo váy cho bà ngoại. Kéo váy đấy, hiểu chưa? Tiền, tất cả là về tiền hết, đúng không? Mình làm có công sức thì mình phải có tiền chứ, đúng không? Đúng không? Hợp lý. Tôi chẳng công mà. Bây giờ ăn xong, bây giờ mình phải thuê người rửa bát, đúng không? Làm gì hiền? Cút này đó, cút này. Gì mà không rửa tiền ạ? Mẹ em không trả tiền cho gì đâu. Trả một tờ thôi. Này, đưa tờ. Một tờ thì rửa không thì thôi. 10 tờ. Không được 10 tờ. 10 tờ không thì thôi, không rửa. Đây. Đếm đi, đếm đủ 10 tờ thì người ta rửa. Á cha cha. Đếm đủ 10 tờ chưa? Rồi. Đây. 20 tờ đây này. Mẹ ơi, mẹ đóng hộ con lên cửa này nhé. Đóng hộ con lên cửa này. 10 lần. 10 rồi. Đâu, trưởng kiểm tra hàng hóa nào. 1, 2, 3, 4, 5.